đảnh lễ, cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Phục nguyện hoàng mẫu chân kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật. Nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, điện linh quang tế độ chúng sanh. Hỏi ai chớ có lạc lầm, đời vàng châu ngọc chỉ rành nếu tôi. Cõi trần thế mệt mồ tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm đi mau thức tình mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Tấn nguyện đức ta màu từ trên khói hương này à, sinh màu ngữ à, cảm ứng chứng minh tất lòng thầm. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Chân đu tiền thành tâm trình mẫu á, ngọn linh đăng tôi tấu mười phương. Điện quang tỏa ánh lượng sóng ngào bạc.
cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ. Mẹ sáng khai quá độ khắp nơi, núi sông vũ trụ đất trời chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lắng đêm lo kiến hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng son, dạng dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng như không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẹ hiền lễ nhỏ dòng cháu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mau từ cố điểm nhiệm màu chính minh. Chốn trần miền cung nhìn đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ con, thượng tầng mẹ phủ càng khôn chuyển khai hoằng đạo pháp ba môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thăm viếng mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chành lòng con trẻ tuôn dần lễ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, an
Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân tinh. Tám nhật mẫu
mùa màng sung tốt tươi xanh, quả hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ăn mẹ khắc ghi sanh sở kỷ niệm ngày mẹ ngự tông trung, dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thánh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ phu quy dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cung cảnh dân thủy thành thơm ngát nga, nhớ trăng mười thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu huyền thủy thành bát ngọc thánh nguyền cung nghênh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân nghị lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du vào nơi biển thánh rừng vô tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bãi điện mẫu từ phố rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khiến đời ngỡ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm, biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng, điển quyền linh tỏ sáng mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kim ngon
hiếu công giữ vẹn cho tròn mẹ hiền điển mau còn chúng sanh. Tam nhật mẫu thành tâm kính mẫu, tâm lòng son dòng thấu diêu cung. Gia gia xâm hợp trong phòng dân an, quốc thế hưởng chung thanh bình. Mùa màng được xin tưới sông tốt, mẹ đổ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gây mà nên. Linh căn mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh, bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghênh. Phước lộc thọ hiển vinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn hồi. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết ta tổ thai nhi. Thượng phần máu ngự phương phi, phần ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hội nghĩa cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu quá xanh, nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước lành đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh. Lời châu mẹ giải quyền linh, hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời tỏ sáng, mái hiền di hiện rõ thần.
nào không. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện Thiên Mẹ bảo tồn dinh cổ, chốn trung ương Mẹ thủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phụ quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diệu đài. Thiên địa lập âm lai dương khơi, khi thần giáo dành giới điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp ma luân thường chuyển siêu tình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh, phổ điển linh chân tâm này tâm thanh. Chẳng ngừng qua quá xanh xanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi. Thần với khi hiệp thành thai thân, mẹ cô mang cành cánh đi thập niên. Tình thương mẫu tử tiên liên, mười thô đúng nhật chia riêng què hào. Trong y bát quái thần vào tám hướng, tám quả do mọi hướng định ra. Sáu hào một què vào giờ đúng, thập niên trường chuyến dòng thánh thai. Mình đi quân sức thế trần ai sao, vì thiên tử ghi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trường đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tám địa thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục thi ngài hay biến quá, bát quái phân phát quả điện linh. Chỉ rành tám hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nghị nóng phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc cấp nơi. Đó là hạt giống của trời xanh, ra lúa gạo giúp đời an
khang. Vua hiển viên tạo bán nghi phục, đêm mắm mì no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chốn trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vô trậu do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện tiên, chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở say. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng xanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra. Danh đi làm có năm mẹ tòa thắng cảnh, chốn nghe lâm sơn tiết lạnh sơn rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ gió nơi màu hoàng. Năm dông lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành hưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gọi thấy thân mẫu, sự hoa xanh dời đổi vô hương. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tính quyền, kìa lâu đài cung điện quy nga. Am chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân. Chư Phật đất kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bộ đó đây. Hiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Dương hầu vạn quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ bán ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu rung vạn dở, bao quyền linh sao trước mẹ bán. Dân ngàn
quốc thái nhà an, để dương cung cảnh đi mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dòm chinh chiến, cùng do nơi mẫu chén phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điện mẹ dành đó ở đây? Có tạo lạnh the đầy lúa dài, cùng quá quá rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, nào là lúa ăn phúc muốn rừng cây ai tường. Hành ớt hẻ gần đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đau. Hoa xanh linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vậy thiếu hoa đâu vật nào. Lại có dấm châu dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm bỏng quyết khi đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, dù khói đau từ máu chăn sàn. Nỡ nào quên đức nghĩa cho đành, vật ăn uống mẹ dành cho đó. Sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cần đai áo màu phù hoa bạc tiền vật dụng hiện ra hàng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng, thân mẫu xanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng sót trên đời, máu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tận hoàng tạo hóa, do màu xanh ra quả địa cầu. Dương trần như thể bèo trôi, canh đời trống rỗng thám sầu nan bi. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát bàn lãnh biệt tinh. Từ vua chúa tới quân binh, sẽ đều tận diệt nhân xâm điêu tàn. Phương hướng dằm tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu phải đành cam chịu quạnh yêu khổ sở.
cạo xác trên kênh thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rằng từ tôn chiếu điện lành ban phước sắc lệnh phế người được hiển vinh khi tài quyền diệu cao minh mẫu từ giáng bút ngọc linh kỳ nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt chân kỳ như ánh đi đuốc thiên tiên mẫu cho phản ngây bổn hoàng nguyên chân thành đúng hoạt sức liền chẳng sai tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh chẳng tu hường cảnh thượng đài khai tâm trung kiện đạo ngay lý chân thâm hiểu chớ rài bỏ qua cầu quán tưởng sâu xa kinh trước thanh chẳng tường thiên địa chia âm giới dương khí thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm tuổi thọ chín ngàn sáu trăm thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ ngài biệt lý diệt ca độ chẳng ngờ mẫu hoàng tự giả con thơ qua thần chớp nhoáng phút giờ chia ly thứ không ngữ mây đài thượng cõi điện quang minh chiếu rọi khắp
kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa như mẫu, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền nước sóng mây trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước kê mong quyết mặt trùng hồn. Sớm về điện ngọc cung diêu, bon lành cố gắng yêu trong tu tiền. Hỏi tí sổ hỏi tí sổ khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chánh kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, con từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiên ta, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai. Ấm mây no ưỡng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờn. Điện quang mẹ bảo toàn trường cổ, đổ con thơ hỏi đủ diêu công. Nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy sâu trồng bỏ ăn. Cuộc sống đi đành khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thì quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, nghe đúng trăng mười vào tiết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con hiếu đàn tràng khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thỉnh
máu tờ. Đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hỏi hiệp trì kinh sớ dân nghi từ mẫu chứng nghi minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đồ đầy từ tôn đại thọ nghi đầy cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng hưởng lộc thọ vinh quang phú quý hạng phu bằng hằng sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần gia gia vui tưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo năm trai làm kế tạo lửa hương hai giai hiếu đạo thuần lương đời đời nói giỏi tôn đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu cảnh lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm thiên sinh dạng đại hưởng âm đức dài. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía đàn tràng cầu bốn tiếng xanh bảo toàn tánh nê mạng chúng sanh mẫu hoàng phổ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nghi nào kiện thiền giống bái thọ trì kinh nhớ mãi tâm ân. Mẫu tờ cho sức thánh nhân thông minh sức chung muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền đơn phải sùng am tự quả sơn tượng hình. Rồi dân lên hương linh thờ phượng tạo lập thành tượng bái từ tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu tử làm đặng ý ngôn kiên truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo gắn sức xây tái tạo mau đi tùy với đeo phương tiện hữu vi chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẹ chứng lòng thành cao tâm
tâm ngạo, sẽ ghi con tên Thảo đệ danh. Thẻ ngọc mẹ chuyện bút phê, tâm phàm phổi sạch ta trở về Diêu Cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cổ khiêu khai minh. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quán minh tâm thần. Mẹ sắc tư phong danh muôn thọ, chánh quả thành dứt nợ trần ai. Bán cho cổ phẩm điên đài trung ương, thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phổ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban đỏ hướng hồng ân, đủ danh này bố điện muôn phần giá gian. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng tiên liên, độ cho quốc thới dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lạy địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này. Với anh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an ban danh còn nên. Nam mô con kính lại địa mẫu, ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mài. Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng mẫu nghi tư hài, danh lần khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép lạ trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ,
ngũ canh từ. Canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng dân khổ lụy nạn tơi bời, nên lo tu tình này con dạy lại mẹ nguyện cầu bể khổ giới. Cánh hai điện lực ngã rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm dòng vật chất, chôn lấp linh quang đời giấc nam ca. Cánh tư đắm bề cõi ta bà, điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu giúp quan thiên, thiện nhân cứu giấc tu hành dạy, di lạc quái linh dạy chư. Ngày ngày lòng mẹ băn khoăn cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần, nỡ nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành siết than. Trời cho quay nổ sấm giang, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con không, mẹ sanh sáng chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con thời mẫu đây. Muốn nên chuyện vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối
gian con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa lễ chi thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ cần dạy biểu giờ này là tuyết âm mô điện thiên mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cùng son bờ bên đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp bạc ngang bài thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Con lên bé chúc mừng hoàng mẫu cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi lại đưa đức mẹ cung. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền dòng bay màu hoàng chấn chỉnh đạo giao sắp an dân tình. Độ người khỏi chốn ngu minh dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tai quả đã dương lại mẹ dạy dỗ mến tường thiên cơ. Gió cực tự tôn tay riêng ba chủ dương cung tay mẫu đê đầu lại tả từ ân. Hào quang rọi xuống hướng lăng tầm thành khắp trong dân chúng đi làm lành thương yêu dầm giúp ba chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rọi tỏ năm màu có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bốn ma bể mới tường cơ trời sắp đặt mưng thường dễ gian. Diêu trì chấn chỉnh sửa sang bao nguồn về cõi một đàn chánh quy. Kiện thiền dòng bái từ tôn chuẩn nghi tam giáo mới còn lý cao. Ơn trên cam lộ rào rào chúng con nguyện dòng ước ngao thái
vô thượng hư không, diêu trì bạch mẫu phát đại chứng minh. Phẩm kinh con mới đọc rồi nguyện xin phước khi đức dùng bồi chúng sinh, cho người thức tận tu hành bên mê phút chốc biến thành ao sen. Lý kinh sang suốt như đèn rọi vào tâm trí, tối đen sáng đèn tổng chân đẻ mẫu có duyên gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điển quang, mẹ chiếu linh căn sáng cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện quyết chi gắn công phu. Nam mô vô thượng hư không, địa ngục vượt sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc từ thị tôn Phật. Nam mô linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật A Tu Cần Thế, nguyện xin phước y đức hùng bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy trần gian sửa tâm chứng đắc thiệt thời, linh căn mẹ điểm mỗi kỳ long hoa. Quy y tăng chân truyền máu đại, phải ăn chay giới lực nghiêm trang. Khổ hình giá tạm lưng hồi vô di thượng cảnh, trở về thiên cung. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì bạch mẫu phát đại chứng minh. Nam mô a di đà phật. Vừa rồi quý vị đã nghe bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh do gia đình Phật tử Trần Văn Cao, pháp danh Thiện Ân 62 tuổi, Phạm Thị Bảy pháp danh Diệu Trầm 56 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn pháp danh Thiện Minh 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương pháp danh Diệu Lan 36 tuổi, Nguyễn Hồng Lệ pháp danh Huệ Châu 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng pháp danh Minh Hậu 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài pháp danh Thiện Phúc 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nhi pháp danh Diệu Tầm 27 tuổi, Nguyễn Văn Khiếu pháp danh Thiện Điền 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang pháp danh Diệu Hưởng 30 tuổi, hiện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Tâm thành ấn tông chân kinh truyền ra đại chúng gần xa nghe cùng, nghe kinh mẫu sanh nơi lòng tôn kính. Phước nghi báo này quan hệ biết bao,
chí thành. Trên dưới quyết lòng cung kính, đồng phục.